luyện viên của đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam tên là gì? Park Hang-seo. Kiến thức là đầy mình nghe thưa quý vị. Ông ấy đến từ đâu? Đất nước nào? Hàn Quốc. Yeah, biết hết tất cả mọi thứ quý vị ơi. Em còn biết đặc sản của Hàn Quốc là kim chi nữa cơ. Wow. Em biết anh Nguyễn Công Phượng, em biết anh Nguyễn Anh Đức, em biết anh Hà Đức Chinh, em biết anh Nguyễn Phong Hồng Duy. Em có số điện thoại của mấy người này không? Em không có, em có số anh Trường Giang. Bây giờ xin hỏi Trung biết ai nhiều nhất? Em biết Hà Đức Chinh. Tại Hà Đức Chinh nhiều hình chế. Quang Hải nữa nè. Hà Đức Chinh đá ở câu lạc bộ nào? Câu lạc bộ đá banh. Nguyễn Hoàng Hải biết không? Dạ biết. Đá vị trí nào? Hình như theo anh thấy á, em cái kiến thức về thể dục thể thao và đặc biệt là đá banh á, em là một trang giấy trắng. Đúng rồi. Mình đừng vẽ bậy anh trang giấy trắng của em nha. Thì anh mình đừng vẽ bậy anh trang giấy trắng của em nha. Mình đừng vẽ bậy anh trang giấy trắng của em nha. Sau cái hai trận lượt này đi, đội nào giành chiến thắng? Trời đất, sao mẹ biết được. Em còn hỏi là AFF là cái gì nữa đó. Thôi bây giờ anh không hỏi em nữa, cảm ơn em. Thôi để anh tự lựa chọn, để anh tự lựa chọn. Thôi anh biết rồi. Việt Nam hạng nhì. Đúng không anh? Đúng không? Không thôi chứ. Đó chính là Trương Thế Vinh và Quang Trung. Ngày hôm nay sẽ có hai nghệ sĩ hồn nhiên như nhảnh là Quang Trung và Trương Thế Vinh. Hiện Trung sẽ được chọn một trong hai người sẽ đồng hành ngồi bên cạnh mình để tham gia chương trình này. À, thật ra thì cả anh Vinh và Trung là ai em cũng muốn được mời làm đồng đội của em. Nghe họ nói mỗi người một câu để mình biết để em chọn ai nè. Bây giờ em muốn chiếc nào em nói một tiếng thôi. Em cũng muốn chiếc á anh Vinh. Em nói đi Trung. Em muốn chiếc màu đỏ phải không? Dạ hai chiếc. Dạ hai chiếc. Dạ hai chiếc. Anh tới với chương trình Một Tâm Hồn Trong Sáng. Có thể chương trình hôm nay sẽ là một câu hỏi về xe Suzuki chẳng hạn. Nếu vậy thì em không biết gì luôn á. Em thì không có rành về xe nên em thú thiệt. Nhưng mà em nghĩ em tới đây là có duyên á anh. Không sao thì lại màu đỏ. Chắc là tới để tài trợ cho em một chiếc xe đó anh. Chắc là cho em xin phép em chọn Mà chúng tôi xin nhắc lại, đây là một chương trình chúng ta chọn người để cố vấn, chứ không phải chọn bạn đời nha quý vị. Xin hỏi bốn vị huynh đệ, ngày hôm nay ai là người chơi chính? Dạ. Không, em không chơi chính. Rồi nè, chơi chính nè đúng không? Thôi bây giờ nè. Rồi thôi, mời tất cả bốn anh em chúng ta về luôn. Không, dạ em, dạ em. Em chuẩn bị sẵn cái tên của em luôn nè. Màu không thủy của em luôn. Áo màu đỏ, lấy xe màu đỏ. Dạ. Đến đây là may mắn rồi. Dạ đúng rồi. Còn có chuyện có đem chiếc xe về hay không là may mắn khác nữa. Không, nhất quyết là em phải đem bằng được một chiếc xe về anh. Tại em áo màu đỏ em phải lái con này về. Đúng vậy. Ở đây ai có bằng lái? Mình em à. Không, sao lái giùm được, lái giùm được. Nhưng mà em đăng ký học rồi, em đóng tiền xong xuôi hết rồi. Mà em nói là thôi mình hãy tham gia một chương trình nào đó, mình lấy xe đi, mình hãy học bằng lái. Đúng rồi. Thú thiệt với anh là từ lúc mà mẹ em sinh em ra là em có một ước mơ là em thích được ngồi trong xe hơi rồi mưa đó anh xối xả xuống mà. Tức là mình chỉ thích ngồi trong xe hơi thôi đúng không? Rồi. Mẹ đi vô đây ngồi nè. Không phải ý là không anh xe này xe của em rồi. Trời ơi nói chuyện đúng rồi, chưa chơi nói chuyện đúng rồi. Nếu may mắn thì chiếc màu đỏ, may mắn thấp hơn thì chiếc màu xanh. Để nói chung là có xe là vui. Có xe là vui rồi đúng không? Và bên trong chúng tôi có chuẩn bị mấy chiếc xe đạp để trong trường hợp mà mình không có xe về thì mình đạp xe đạp về. Không, nếu như mà em lỡ không có xe rồi biết đâu anh cho em chiếc xe. Đón xem Đưa Em Về Nhà lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.